Anh cũng đàn ông trai, anh có vợ có con dưới quê rồi. Ngày mới thôi. Rồi ổn định chưa, ổn định chưa? Ok, dò số tiếp. Không, đổi tiếp. Đổi tiếp không quý vị? Mày trả lương cho tao nghe. Vậy mày gì ra vô. Cho tôi bà túi bà xong cà cải lương nè. Cái chiêu này tôi cũng ăn ở trên Bình Dương lắm. Vô. Mày gì ra số gì ra mấy gì ra mấy gì ra mấy gì ra. Bông lan cánh. Hả, đổi hả? Lan hoài gì má. Nó phủ cải lương. Không có, đổi cải lương. Đổi cải lương hả? Ờ. Ok, cải lương, đổi cải lương nha. Ê, rồi bên bà là bà cử đây. Cử. Ai cải lương? Ai? Ủa không có ai chứ. Ai? Đứa ai cải lương? Ở bên chơi ai? Ở đây là muốn cải lương là có cải lương, muốn nhặt kẻ là có nhặt kẻ. Chơi cải lương không? Chơi ai không? Sổ đi, sổ đi. Chơi gì? Gặp sẵn cải lương vô. Cải lương vô, vô. Mỹ bước ra Mỹ. Ca cổ. Tao nghỉ hát luôn. Rồi. Vô câu đi, bà vô câu đi. Em qua thắng bà Nhung luôn à? Ok chơi. Nhanh. Em ơi tháng 7 mưa ngâu có cầu thước trên dài ngân hà chức nữ hồi ngộ ngưu lang sau một đêm dài à, một năm dài xa vắng. Mẹ ơi phận gái 12 mới nước biết bến nào trong biết sông cái nào nó đục biết gùi hay mai một ngày con nó xứng giá theo ai chồng. Vô liền, 5 giây là thua đó, vô. Bà ơi tôi sẽ ra đi để đưa tiền một mùa thu vào trong một giấc mơ buồn bã. Rồi có một chiều nào bà dừng chân nơi quán la la la. Bà có chảnh nhớ một phút giây Trời ơi Lý Chí Bình yêu tôi mà không chịu nói. Tôi bước lên kiều cười rồi nói đi yêu tôi thì nợ duyên kia đã tan vỡ từ lâu rồi. Nói nghe nè, hát dở là nó lay thiệt đó. Không có, bây giờ người ta hát ta được vỗ tay. Bây giờ bà hát chừng nào mà người ta vỗ tay thì bà thắng. Bà không phải thắng bà nghỉ. Bà hát đi. Còn nếu mà người ta không vỗ tay thì đi vô. Vô lấy 1 triệu bạc của anh Nhật về quê Kiên Giang ở suốt đời. Không có nói nữa, tôi làm chủ đoàn. Wow. Nói nghe nè, mình trả tiền cho chị 5 triệu đi rồi mình nói chuyện tiếp được. Trả tiền mua mượn làm răng đó. Nếu như mà bà thắng kèo này thì trả luôn bà 5 triệu. Còn mà bà thua đó thì nó lên chủ đoàn. Ở nào nó cũng trả bà được 5 triệu mà nó lên chủ đoàn luôn. Ok, rồi ta hát lại câu này. Ủa, ai đồng ý? Nó nói nha. Tôi không có nói. Ủa tôi thiếu bà cái gì vậy? Ai thiếu bà cái gì? Bà kể lý do tôi thiếu coi. Tôi với bà ở chung đó. Bà kể đi. Nói nghe nè. Con chị sáng là con em sáng. Con chị đi theo. Ủa con chị vô thì con em đi đề chơi trước. Thì con em đi sao? Bà đặc biệt là em nhớ không? Đầu nậu nó nặng hơn đó đúng không? Án tử. Rồi ca đi má. Từ hoài đừng có giải bộ. Thì mày đâu rồi cười. Ai đang đi trên đường đi. Ủa cái tông đi đâu vậy cha? Thua đó bởi ông Đờn cái tông đó đó. Mày hát đi, ông Đờn lại người cho nó hát đi. Ai đang đi trên đường đê, ai lắm nghe muôn câu hò đê mê. Vô đây anh, cởi cái quần ra, giặt cái quần đi, treo cái quần lên, đợi cái quần khô, mặc cái quần dơ, rồi trời mưa em vẫn đưa anh về. Chưa có số. Chưa có số mấy gì ra mấy gì ra mấy gì ra số gì ra mấy gì ra mấy gì ra mấy gì ra. Ok chia tay xa nhau đừng ai cứ đi cứ đau đớn bên người tiếc gì cuộc tình này có ok mấy đây làm ai nên là tôi bước theo ra thân ở đất tận khi gặp nhau xin làm gì chơi xin về nhà 23 số sáu mấy chị ra mấy chị ra mấy chị ra số chị ra na 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 na
đỏ những ngày đau thương là xin quyết cùng lòng thi công tiến sinh hoàng thường vui giận cùng tái em về tuổi thơ ra tình vẫn đẹp như chuyện tình sơn ca. Còn số ba, còn số ba, còn số ba, còn số ba đây, còn số ba, còn số ba đây, còn số ba, số ra con mấy số gì đây, con số gì đây, số gì đây, những đêm lạnh giá đèn ngon đèn sầu đông đưa tôi ngồi ôm chuyện xa xưa buồn thân lấy lắng con tim những ly rượu đắng nghe hồn bay bồng lăng lăng thương người em nhỏ nơi đâu hỏi người còn thương nhớ người đi còn 40 là thiệt là cờ. Và một lần nữa khán giả mình Phan vội vàng xé vé bỏ. Và vòng loại này là vòng loại đặc biệt nha quý vị ơi. Đó. Và một lần nữa Thảo Nhi cũng xin mời hai vị khán giả mình lên ha. Đó kiểm tra. À, rồi với anh chị nào mình đã trúng thưởng chúng ta tiến về sân khấu ha. Và em xin mời một vị khán giả lên đây để chúng ta kiểm tra qua những con số bạch anh đúng không anh. Rồi em mời anh trai ạ. Rồi còn quý anh chị nào mình trúng thưởng nữa thì mình chúng ta nhanh chân tiến về sân khấu rồi ạ. Và vòng gọi tiếp theo của chúng em là vòng gọi 10.000 đồng một gáp ép chị. Anh chị nào mình thương tình ủng hộ cho những cái đèo của em bên dưới không ạ. Rồi rồi anh trai tiến lên sân khấu giùm em nha anh. Vòng gọi tiếp theo thì phần thưởng là một con gấu lớn nha quý vị. Rồi vẫn còn hai vòng gọi đặc biệt nữa thì em cũng mong là quý vị ở lại đến cuối chương trình luôn. Vì hôm nay là ngày sinh nhật thứ 3 của Đoan. Rồi em xin mời anh trai ạ. Vòng gọi ký hiệu vòng gọi 3265. Đúng vòng gọi. Số 1 có 1. 26 có 2. 31 có 3. 40 có đủ. Rồi hợp lại em xin chúc mừng chị ạ. Rồi anh trai, ký hiệu vòng gọi 3249. Đúng vòng gọi ạ. Số 1 có 1. 26 có 2. 31 có 3. 40 hợp lại. Rồi chúc mừng anh. Rồi ký hiệu vòng gọi 3288. Đúng vòng gọi. Số 1 có 1. 26 có 2. 31 có 3. 40 hợp lệ. Rồi đúng không rồi, em xin mời ba anh chị mình tiến đến đồng cầu và chúng ta quay con số ra. Ai số lớn nhất mình lấy qua nửa chiếc vàng, ai số nhỏ hơn lớn thứ thì chúng ta lấy qua một con gấu lớn viên đặc an và phần quà của tiết ạ. Và anh cho chị nào số lớn thứ ba thì chúng ta nhận qua một con gấu nhỏ luôn nha anh chị. Rồi em xin mời anh chị ạ. Rồi vòng gọi này cũng là vòng gọi 10.000 đồng một cái bé thì em xin mời quý anh chị mình ủng hộ cho những cái đẹp của em bên dưới luôn ha. Một chút nữa thì chúng em sẽ sổ số tiếp theo những vòng gọi đặc biệt tiếp theo nữa dành cho tất cả quý anh chị mình. Và hôm nay quý anh chị đến rất là đông đủ thì Nguyễn Trung cũng thay mặt cho đoàn Lô Tô Sài Gòn Tân Thời xin cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều. Rồi số mấy đây ạ? Nói đi. Ác dễ sợ. Cố tình phải không? Rồi, ba con số quay ra ai sẽ là người may mắn nhất đọt qua nửa chỉ vàng của nhà tài trợ ẩm thực Trần ạ. Đến Đà Nẵng ăn đặc sản Trần. Ai đây? Và em xin mời chị gái số mấy đây ạ? Đầu tiên 36. Anh trai 25. 50. Chúc mừng anh. Rồi chúc mừng anh trai áo vàng luôn ạ. Nửa chỉ vàng đã thuộc về anh. Và anh chị gái bên đây xin mời chị qua bên đây mình nhận giùm em một phần quà phi tiết và một con gấu lớn của thẩm mỹ viện đại hàng luôn ạ. Xin chúc mừng anh trai ạ. Rồi và anh trai cho mình em hỏi là anh tên gì và đến từ đâu ạ? Anh tên Hoàng, đến từ quận Tân Phú. Rồi chúc mừng anh, nửa chỉ vàng đã thuộc về anh. Rồi cảm ơn anh rất là nhiều. Rồi ủng hộ nữa không anh? Dạ rồi ủng hộ 20 vé luôn Bi ơi. Anh trai 20 vé ha anh. Dạ. Rồi em xin tặng hai lá vé cho anh chị nè, hồi nãy mình lên mình dò vé giùm chúng em luôn ha. Rồi vòng gọi tiếp theo là vòng gọi 10.000 đồng thì em mời quý anh chị mình ủng hộ cho những người đẹp bên dưới luôn. Và ngay bây giờ thì anh chị nào mình có tiết mục gì không ạ? Rồi không có tiết mục đúng không? Trời ác với tôi quá trời rồi. Bữa nay bà lộ bà chơi bỏ con giữa chợ nè. Không ác gì đâu à. Nói đi. Nói đi. Đang hay đó, cái lưỡi hay đó. Nói đi. Cái lưỡi hay á. Nói hồi nó bể á. Rồi vé bên trên nè Nhi ơi. Dạ anh chị mình ơi, dòng loại này cũng là dòng loại tiếp theo thì khi từ đầu tới giờ anh chị nào mình những tờ lá vé mà mình chưa có cơ may đoạt giải, mình lật ra phía sau mình ghi họ và tên kèm theo đó là số điện thoại và anh chị mình lưu ý phải họ và tên đầy đủ anh chị mình nha. Mình để sẵn trên bàn hoặc là trên ghế đi tí xíu nữa. Cuối chương trình sẽ có nhân viên đi gom lại để cho anh chị mình rút thăm trúng thưởng. Bên trên chúng em sẽ chuẩn bị 5 bao lì xì, trong đó là 4 bao lì xì là 500.000 và 1 bao lì xì là 1 triệu đồng anh chị mình nha.
Vâng, và ngày hôm nay là ngày sinh nhật được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động. Và đặc biệt ngày thứ ba là ngày 20 tháng 10 đó thì chúng em cũng sẽ tổ chức một buổi sinh nhật của đoàn nữa tại sân khấu Kawazo Bình Dương. Thì quý anh chị nào mà mình ở gần khu vực Bình Dương đó, chúng ta có thể đến với đoàn để tham gia chương trình Roto Show của chúng em luôn ha. Một chương trình cũng được đầu tư rất là hoành tráng ha Huy. Vé trong đây nè chị gái, ở chỗ cây live stream nè. Thì một lần cuối cô, anh chị nào mình chưa vé đó, Nhi ơi, đây nè, cô áo xanh nè. Dạ anh chị nào mình chưa vé, mình nhớ vô cánh tay lên anh chị mình nha, ủng hộ cho bên trên chúng em anh chị mình ha. Rồi đi thẳng cho chị ba luôn một vé. Dạ còn ai chưa vé anh chị mình vô tay giùm em anh chị mình ơi. Đó, để bên trên nhỏ Vi thấy để điều động nhân viên đến tận nơi tận chỗ để phục vụ trao cho anh chị mình qua những tờ lá vé thân thương cho vòng loại tiếp theo luôn ha. Rồi và bây giờ quý anh chị nào mình đã có cái vé trên tay, chúng ta hướng mắt về sân khấu chuẩn bị do số. Số chị đây, cái mấy chị đây mấy, chị đây mấy, chị đây ai chưa có vé ủng hộ giùm em. Cái mấy chị đây mấy, chị đây mấy, chị đây cái năm gì đây, cái năm gì đây, năm gì đây, năm gì đây, năm gì ra, cái năm gì ra, năm gì ra. Đi chăn bò mà cầm cây roi to thì to, bò không đi em quất cho mong con bò bò chạy vô. Bắt đầu em kêu lô tô năm gì vô, cái năm gì vô, 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 cái năm gì vô, năm gì vô. Còn đâu đây tiếng gió ngựa phi, mà ngỡ con tàu vô sóng bờ xa. Nỉ non sao gió lòng tư bề, thuyền vô vô phương Nam phiêu bạc theo thủy chiều. Đã trải qua bao mùa mưa nắng, qua bao cuộc đổi thay, mãi vẫn chờ đợi bài tình ca đất phương Nam sao ạ. Mây khán giả kêu số gì đây, cái mấy gì đây, mấy gì đây. 58 cái 58, 58 số đầu tiên, cái gạch số vô, gạch số vô. 58 còn mấy gì đây, mấy gì đây con, mấy gì đây, mấy gì ra. Thằng kia ra đường gặp đại gia về nhà, sung sướng làm đại ca quen em. Tiền bạc xả đá ga, nhưng chia tay sẽ tới nhà đã đâu quà. Em không như thế, không nhiều tiền, đồ em xài múa chợ kim biên. Nhưng cam kết nhà có xe đạp riêng, lỡ chia tay sẽ không làm phiền em. Điếm không được đẹp nhưng không vô duyên. Lòng yêu đau buốt tim, cảm ánh tiên thề, ôi qua tái tê như lòng sao nàng chẳng dạng bé đồi. Chờ cháu đến cuối mong tình thứ tha cha dòng tình, người đã khuất cõi hương vô chắc chưa thiếu linh hồn. Hơi ke tâm phán bồi bài chi tiên hút sâu, ngừng người yêu hận nhau mòn cơm ông cơm xưa. Chợt thấy đó mắng bà ta biết bao nhiêu lời nguyền, kìa mái tóc cưới cội ra mới cầu nhau năm nào. Giờ bó em dưới hoàng hồn 34 còn 34 là 34 34 34 34 số gì đây, mấy gì ra. Những đêm mưa nằm đây không một mình, nhớ thương anh em thức suốt đêm buồn. Và em nghe tiếng mưa vẫn rơi đều, những giọt nước mắt chưa vơi. Biết xa nhau là anh sẽ đau buồn, thế sao không chờ nhau cuối con đường. Đường dài mà sao bóng em không quay lại, tan nát tim anh bao buồn nào. Còn số 6, 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 mấy gì ra, cái này mấy gì ra. Còn số 4, còn số 4, số gì ra, mấy gì ra.
còn số 9, còn số 9, còn số 9. Còn số 9, còn số 9, còn số 9. Cái số gì đây, số gì đây, cái số gì đây, số gì đây à? Số gì đây, cái số gì đây, số gì đây à? Sau đêm này và ngàn đêm nữa thôi, em dần yêu một mình anh à. Dù chia lìa mình đôi ta cách gắn à. Ngủ đi em giấc mơ thầm tiên. 60 nguyên, cái nguyên 60, nguyên 60, nguyên 60. Gì ra số gì ra số gì ra mười gì đây mười gì ra con mười gì ra năm cô bên làm chiều nghe ngổn ngang trăm điều mà lòng em nhớ người yêu chứ cha em bắt em đi lấy chồng sao nè mà ông chồng ông bị xì que chứ nên em phải cam vô chùa em cam vô chùa nào cân đời thì ngon con mười bốn con mười bốn con mười bốn con mười bốn con mười từ mấy chị ra số chị đi số chị ra số chị ra số chị ra chị xưa Alibaba như dừng đang sáng chiếu trên trần gian Alibaba con số ba 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 bốn gì đây bốn gì đây bốn gì ra bốn gì đây cá chích cá chép cá lóc cá bông cá lòng ông xeo cá bông cá mu cá su hỏng xeo tới mùng hai xeo nhào vô bà con ta cũng tới lô tô Sài Gòn Tân Thời 15 đồng mua hơn một thùng cá xe mua liền về nhà na 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 43 4 4 10 3. Vâng anh chị cô chú mình phía bên dưới khoang bôi số tại là vé ha con số 43 vừa qua đã có vị chủ nhân đoạt giải anh chị mình nha. Dạ dạ đây cho em mượn ạ. À. Ký hiệu 440 đúng dòng loại. 43 vừa kêu có 1 58 có 2 32 có 3 và số 4 hợp lệ. Rồi còn anh trai dạ lên đây anh dạ còn một người nữa dạ rồi dạ 43 có 1 58 có 2 23 có 3 và 14. 14 anh chị mình 14 có chưa chị 14 14 14 chưa có à 14 có rồi hợp lệ. Trời ai úp xuống nè. Rồi anh chị mình ơi, phía bên dưới chúng em đang rào bước phục vụ cho anh chị mình qua đó là dòng loại đặc biệt tiếp theo anh chị mình nha. Ai chưa vé hộ giùm em ha. Rồi người thứ 3, dạ 43 vừa kêu. Có 1 58 có 2 23 có 3 14 có hợp lệ. Rồi dòng loại vừa qua có 3 vị chủ nhân đoạt giải. Cho nên bây giờ bên trên chúng em bắt đầu quay banh ra lòng cầu. Ai số lớn nhất thì chọn qua con gấu lớn, kèm theo đó là phần quà của nhà tài trợ Fitit. Còn người hai người còn lại thì chọn qua giùm Nhã Vi hai con gấu nhỏ.